Cô tên là Tống Du Lan, người đang ngồi ở ghế lái là chồng của cô, Mạc Vũ Đình. À không, là chồng cũ. Vào ngày ly hôn, cô đã nôn lên xe của chồng cũ. Cô bình tĩnh lo miệng, nói Xin lỗi, say xe. Không ngờ anh bẻ lái đi đến bệnh viện phụ sản gần nhất. Khi có kết quả kiểm tra, chồng cũ chỉ vào cái hình trên tờ siêu âm. Em muốn bỏ bố giữ con à? Câu chuyện tình yêu gương vỡ lại lành hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ trên kênh youtube, nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tim chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Cô tên là Tống Du Lan. Xoái ca đang ngồi ở ghế lái là chồng của cô, Mạc Vũ Đình, à không là chồng cũ. Bây giờ hai người bọn họ đang trên đường đến tòa án. Mặc dù sắp ly hôn, nhưng cô vẫn nguyện ý gọi anh một tiếng soái ca. Dù sao thì anh thực sự rất đẹp trai. đương nhiên cũng bởi vì dung mạo quá đẹp trai này khiến cô không rất mát ra được, dứt khoát bước chân và nấm mồ hôn nhân. Nhưng ở thế kỷ 21, một người phụ nữ độc lập chắc chắn có thể bước ra khỏi nấm mồ hôn nhân bất cứ lúc nào họ muốn kết hôn dễ dàng ly hôn càng dễ dàng hơn giấy tờ tùy thân của anh có mang theo không tống du lan thuận miệng hỏi mạc vũ đình cười lạnh vội vàng ly hôn với tôi vậy sao tống du lan không chút khách khí trả lời đây không phải là kết quả mà cả hai chúng ta đều muốn sao anh bây giờ lại khó chịu cái gì chứ mạc vũ đình không nói gì nhưng gương mặt vốn lạnh lùng của anh lúc này dường như lạnh hơn một chút cô bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn trong xe quá mức yên tĩnh, cô liền đưa tay mở đài phát thanh, vừa vặn là chương trình âm nhạc đang phát sóng bài trò đùa của Vương Lam Nhân. Mạc Vũ Đình nắm tay lái siết chặt, cô biết vì sao. Trò đùa là bài hát mà cô đã yêu cầu thêm vào danh sách bài hát trong ngày hôn lễ năm đó. Tống Du Lan đưa tay ra muốn tắt đài phát thanh, lại nghe thấy Mạc Vũ Đình nói: "Nghe một chút đi." Tống Du Lan dừng một chút, nhưng vẫn tắt nó và nói: sắp ly hôn rồi nghe bài này không thích hợp lắm khóe môi mạc vũ đình hơi hướng xuống dưới cô biết đây là thể hiện sự tức giận của anh chắc chắn anh đậu xe bên lề đường tống du lan tôi cho em một cơ hội cuối cùng em thực sự muốn ly hôn sao thanh âm của mạc vũ đình mang theo một tiếng tức giận đôi mắt đen trước sau như một kia làm cho người ta có cảm giác bị áp bách cô nhìn chằm chằm anh trong chốc lát nhịn không được mà bĩu môi cười nói. Mạc Vũ Đình, bây giờ anh đang biểu diễn tiết mục thâm tình gì vậy? Người trong lòng anh đã quay trở lại. Không phải là anh vẫn luôn nhớ mãi không quên cô ta sao? Tình yêu của ba người quá chật trội. Tôi không đi cùng được. Tôi nhường chỗ cho các người còn không được hay sao? Tôi nói rồi, tôi cùng cô ta trong sạch. Giọng nói của Mạc Vũ Đình bỗng nhiên tăng cao. Cô không muốn nghe, muốn anh nhanh chóng lái xe đến tòa án Bỗng nhiên một cơn buồn nôn vọt tới cổ họng Hoàng lên mở cửa xe chạy hướng về phía gốc cây xanh Em làm sao vậy? Mạc Vũ Đình vừa vỗ lưng cô vừa hỏi Anh lấy ra một chai nước xúc miệng cho cô Tống Du Lan lau miệng Rất bình tĩnh nói Không sao đâu tôi chỉ bị say xe thôi Mau đi thôi Đến sớm một chút tôi còn về nhà nghỉ ngơi Mạc Vũ Đình hít mắt lại Giống như đang tự hỏi lời nói của cô có đáng tin hay không Tống Du Lan hơi nín thở Có chút căng thẳng cũng may mạc vũ đình không nói gì đỡ cô dậy rồi bắt đầu lái xe nhưng khi cô nhận ra sự bất thường thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện thay vì tòa án cô bắt đầu hoảng sợ sao anh lại chở tôi đến đây không phải đi tòa án sao tống du lan giả vờ nghi hoặc hỏi mạc vũ đình không nói một lời trực tiếp xuống mở cửa xe cho cô sau đó đưa tay ôm cô lên tống du lan muốn thoát ra nhưng sức lực của mạc vũ đình thực sự rất đáng sợ anh lạnh lùng nói muốn lưu hôn thì hãy ngoan ngoãn ngồi im cho tôi mạc vũ đình thực sự tức giận lúc anh tức giận trông rất dọa người nhưng khi bác sĩ đưa kết quả kiểm tra cho anh ta khuôn mặt của anh ta thậm chí còn đáng sợ hơn anh chỉ vào cái hình trên tờ siêu âm em muốn bỏ bố giữ con à đứa nhỏ này không liên quan đến anh kể ra cũng trùng hợp thật ngày cô phát hiện mình mang thai và cũng chính ngày cô biết sự thật Mạc Vũ Đình và người trong lòng của anh ta chưa cắt đứt liên lạc. Đứa trẻ này đến thực sự rất tốt, biết thương mẹ, để mẹ sớm rời khỏi người đàn ông phụ bạc. Không liên quan gì đến tôi, em có chắc chắn không? Trong hôn nhân, ngoại tình lại còn có con riêng, em có phải cần tôi phổ biến cho em một chút kiến thức về luật pháp không? Tống Du Lan quên mất rằng chồng cũ của cô không chỉ đẹp trai mà còn là một luật sư giỏi. Mạc Vũ Đình, chúng ta sắp ly hôn rồi anh ngoại trừ là người cung cấp một con nòng nọc ra, thì anh có còn nửa xu quan hệ nào với nó không? Tống Du Lan cố gắng làm cho ngữ khí của mình nghe có vẻ bình tĩnh, để anh thấy rằng cô không bị anh dọa sợ. Ánh mắt Mạc Vũ Đình tối sầm lại hồi lâu, anh thở dài một hơi, giống như bất đắc dĩ. Thời gian hòa giải trong quá trình ly hôn rất lâu, cộng thêm tình trạng sức khỏe hiện tại của em. Thủ tục ly hôn cũng cực kỳ phiền toái. Tôi không nghĩ một phụ nữ mang thai như em có thể dành nhiều sức lực để đối phó với việc này. Chờ sau khi sinh đứa nhỏ ra, chúng ta lại bàn đến chuyện ly hôn có được không? Tống Du Lan đang muốn mở miệng phản bác, mà Vũ Đình lại nói. Du Lan, nghe lời một chút. Anh rất ít khi dùng loại ngữ điệu này để nói chuyện với cô. Không biết có phải là do cảm xúc của cô, trong giọng nói của anh tự hồi như có một tia cầu xin. Mà suy quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu đồng ý mạc vũ đình nhếch môi hài lòng đưa tay lên sờ sờ mái tóc cô chết tiệt cô lại bị khuôn mặt đẹp trai này mê hoặc mạc vũ đình sau khi đưa cô về nhà liền đi làm luôn bạn thân hách nhiễm vừa lúc gọi tới nghe nói cô ở nhà nhàn rỗi liền hẹn cô đến một quán cà phê mới mở tống du lan biết hách nhiễm là một người không đứng đắn nhưng cô không nghĩ tới cô ấy lại có thể tìm ra được một người một địa điểm như vậy đây là hình ảnh kỳ lạ gì trước mắt cô vậy? Một đám thư sinh mặc áo vét buộc tạp dề gen. Trên đỉnh đầu còn đeo một cái tai mèo. Tống Du Lan thừa nhận, cô thật sự chưa từng gặp phải tình huống này. Nơi này không thích hợp để ở lại lâu. Nhưng mà khi cô quay đầu muốn đi, hách nhiễm từ trong cửa hàng lạch bạch chạy ra. Một bên còn nói to, Du Lan chính là chỗ này, mày đi đâu đấy? Hách nhiễm cực kỳ nghiện trai đẹp của quán bar này, trên ghế của cô ấy ngồi đã có năm người nam, tay vịn. Trên cổ bọn họ lại còn đeo nơ màu sắc khác nhau. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Hách Diễm cười ha hả gật đầu với bọn họ, sau đó đem Tống Du Lan nhét vào giữa cái người đeo nơ màu hồng nhạt và người đeo nơ màu lam. "Đây là chị em tốt của chị, hôm nay vừa mới ly hôn, các em cố gắng chăm sóc cô ấy nha. Ha ha ha." Tống Du Lan há miệng muốn giải thích, nhưng Hách Diễm lại nói: không có việc gì phải buồn, cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà. Trên đời này chính là không thiếu đàn ông, ở đây cùng với các em trai cũng rất tuyệt. Cô cưng không cần khổ sở, để em mời cô cưng uống một chén. Em trai số một nói. Đúng vậy, cô cưng xinh đẹp như vậy, không lo không tìm được đàn ông tốt. Em trai số hai nói. Cô cưng có cần em ấn bả vai giúp không? Bên em có dịch vụ massage. Em trai số bà nói. Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc dừng chân ngoài cửa sổ. Tống Du Lan sợ tới mức giật mình. Nước cam trong tay toàn bộ đổ lên người. Em trai số một lấy khăn giấy muốn lau giúp cô. Cô vừa từ chối vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đã không thấy đâu nữa. Một giây sau, Mạc Vũ Đình tái mặt xuất hiện trước mặt cô. Không phải là như vậy đâu. Bỏ tay ra. Nói không trột dạ là giả. Hiển nhiên hách nhiễm càng trột dạ hơn cô. Tức cái gì mà tức? Mạc đại luật sư, anh đã ly hôn cùng Du Lan nhà chúng tôi rồi. Còn để ý nhiều như vậy làm gì? Tống Du Lan kéo kéo tay áo hách nhiễm, bảo cô ấy không cần đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng hách nhiễm một lòng muốn bảo vệ cô, cho rằng cô sợ hãi, liền vỗ cánh tay cô. Đừng sợ Du Lan, bây giờ mày và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Vấn đề là cô không muốn Mạc Vũ Đình và Hách Nhiễm xung đột ở đây. Em nói với cô ấy chuyện chúng ta ly hôn, Mạc Vũ Đình trầm giọng hỏi, Tống Du Lan vốn còn rất trột dạ, nhưng khi nghe Mạc Vũ Đình chất vấn, cô lại có cảm giác khó chịu. Không phải sao? Tống Du Lan hỏi ngược lại. Mặt Mạc Vũ Đình lập tức tối sầm xuống, kéo cô đi ra ngoài. Hách Nhiễm muốn tiến lên ngăn lại, cô ý bảo cô ấy không sao. Đi theo Mạc Vũ Đình rời khỏi quán ba. Sau khi đi ra ngoài, cô mới phát hiện có vài người đứng cách cánh cửa đó không xa, đang nhìn về phía hai người bọn họ chắc là khách hàng của mạc vũ đình anh bận thì anh đi trước đi tôi tự mình trở về được mạc vũ đình dùng sức nắm lấy cổ tay cô thế nào em còn muốn quay lại nơi đó tôi muốn về nhà tống du lan dùng sức hất tay mạc vũ đình ra anh ta lại chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp nát cổ tay của cô vẻ mặt mạc vũ đình lạnh lẽo nhưng không làm gì cô nữa chỉ giúp cô gọi một chiếc xe trở về nhà chờ tôi mạc vũ đình nhét cô vào trong xe, ngữ khí không tốt. tống du lan không để ý tới anh ta, gửi tin nhắn cho hách nhiễm để cô ấy đừng lo lắng. về đến nhà, cô cuộn thành một khối ngồi trên sofa, trang trí không thay đổi, nhưng cô lại cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đã thay đổi. suy nghĩ một chút, nhất định phải ly hôn, cho dù thủ tục phiền toái cũng phải ly hôn. đang nghĩ như vậy, bỗng chung cửa đột nhiên vang lên, là mẹ của mạc vũ đình, mẹ chồng cô không quá khi nói rằng ba mẹ anh tuyệt đối là ba mẹ chồng tốt nhất trên đời này, đặc biệt là mẹ chồng cô. Không hề khoa trương khi nói rằng bà ấy đối xử với cô còn tốt hơn so với mẹ ruột. Bà ấy hiếm khi đến đây với hai người bọn họ, nói rằng mình không thể làm phiền cuộc sống của những người trẻ tuổi. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ chồng cô trên tay mang theo mấy túi ni lông, cô vội vàng muốn đi đến cầm lấy, nhưng lại bị bà né tránh. Đừng đừng đừng, con đừng nhúc nhích ở im đấy tự mẹ cầm vào. Sau khi mẹ chồng cô đặt đồ xuống, liền nắm lấy tay cô nhìn này nhìn kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào bụng cô. Con nhìn con xem, có đứa nhỏ cũng không nói với ba mẹ, muốn tạo bất ngờ cho bà già này sao? Tống Du Lan ngẩn người. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Làm sao mẹ biết? Sao đây? Mẹ không thể biết hay sao? Con nhỏ này, Vũ Đình nói với mẹ, gần đây tâm trạng của con không tốt, để mẹ sang đây chơi với con. Mẹ hiểu mẹ hiểu, vừa mới mang thai sẽ tương đối khẩn trương, nhưng không có việc gì phải lo cả, mẹ sẽ đến đây chăm con. Được rồi, Mạc Vũ Đình, đây là anh đang tìm người trông chừng cô đúng không? Mẹ chồng gọi cô ra sofa ngồi, sau đó tự mình vào bếp. Tống Du Lan tức giận gọi điện thoại cho Mạc Vũ Đình. Mạc Vũ Đình, sao anh lại lôi mẹ vào chuyện của hai chúng ta? đầu kia không có ai nói chuyện cô nghe mạc vũ đình nói một câu xin lỗi sau đó mẹ có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai gần đây em đang tức giận đối với thân thể không tốt mạc vũ đình nói như vậy trước khi nghỉ hưu mẹ chồng cô là y tá trưởng khoa sản mạc vũ đình anh cố ý hai chúng ta đều chuẩn bị ly hôn bây giờ anh đem chuyện tôi mang thai kể với mẹ anh thì tôi và anh làm sao ly hôn được sẽ không ly hôn Tống Du Lan đập vào chiếc gối tựa, một mớ cảm xúc rối bỏng bong, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Vũ Đình cũng không trở về, chỉ gửi tin nhắn thông báo cho cô biết là anh sẽ đi công tác, ngoài ra không còn tin tức gì nữa. Mỗi ngày mẹ chồng cô đều thay đổi kiểu dáng, chuẩn bị cơm hộp cho cô mang đến công ty vào buổi trưa, khiến cân nặng của cô tăng vọt. Không phân biệt được đây là mỡ phát triển nhanh hay là em bé trong bụng phát triển tương đối nhanh nữa bởi vì buổi trưa không cẩn thận ăn quá nhiều, bụng cô có chút đầy hơi, vì vậy giờ nghỉ trưa, cô liền đi dạo trong khu vườn nhỏ ở tầng dưới của công ty. Lại thấy giám đốc cùng một nữ nhân từ xa đi tới, cô tập trung nhìn, đây không phải là người trong lòng của Mạc Vũ Đình sao? Tống Du Lan cũng không muốn phải đối mặt với người phụ nữ này, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị giám đốc cận thị 6 độ mới thay cái kính thấy được, liền gọi cô lại. Không còn cách nào khác, Cô cũng không thể giả vờ như không nghe thấy tiếng giám đốc gọi. "Du Lan, cô tản bộ sao? Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, tên là Tân Hiểu Như. Cô ấy vừa từ nước ngoài trở về, là một người trẻ rất xuất sắc, đã đạt được rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh, mau chào hỏi đi." Tân Hiểu Như quả thật xứng đáng với danh xưng mối tình đầu. Cô ta có mái tóc đen dài thẳng, làn da trắng nõn, tay chân mảnh khảnh, mắt ngọc mày ngài, trên mặt lộ ra nụ cười khéo léo mặc một thân váy ren màu xanh nhạt, vừa có vẻ tri thức lại vừa tào nhã. Xin chào, Du Lan, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giám đốc kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Hai người quen nhau à? Mối quan hệ này, cô thả rằng mình không hề quen biết cô ta. Hai người bọn họ đã gặp nhau, nửa tháng trước khi cô đang làm việc. Đột nhiên buồn nôn, nghĩ lại thấy kinh nguyệt đã lâu không đến thăm, liền quyết định đến hiệu thuốc để mua que thử thai. Trên đường trở về công ty, Hách Nhiễm gọi điện thoại tới bảo cô nhanh chóng đến khách sạn Hòa Phong. Hách Nhiễm đi đưa hợp đồng cho khách. Đúng lúc nhìn thấy Mạc Vũ Đình và Tân Hiểu Như cùng nhau đi vào thang máy. Hách Nhiễm và Mạc Vũ Đình là bạn học đại học. Cô và Mạc Vũ Đình quen nhau cũng là bởi vì có một lần cùng Hách Nhiễm đi dự tiệc bạn học. Sau khi đến khách sạn, Hách Nhiễm kể cho cô nghe câu chuyện của hai người này. Nói một cách đơn giản là thời đại học, Mạc Vũ Đình là nam thần lạnh lùng với tất cả các nữ sinh Duy chỉ có một ngoại lệ là Tân Hiểu Như Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng Hai người họ ở cùng một chỗ Nhưng không biết vì sao Tân Hiểu Như lại ra nước ngoài Tống Du Lan không ngờ Chồng cô lại có người khác bên ngoài Càng không thể ngờ được Là cô lại bắt gặp tận mắt Cảnh hai người họ vào khách sạn Hách nhiễm có vẻ bực mình hơn cô Vô cùng chuyên nghiệp nghe ngóng số phòng Rồi kéo cô lên Nhưng cô một mực lôi hách nhiễm ra khỏi khách sạn tống du lan không chắc liệu cô có chịu đựng được điều đó có thể đối mặt được với cảnh ngoại tình của chồng mình không nhưng ngày hôm sau khi cô mua chút hoa quả mang đến nhà ba mẹ chồng thật là trùng hợp vừa đến cửa nhà liền nghe thấy bên trong truyền đến từng trận tiếng cười vừa vào cửa liền thấy tân hiểu như đang cùng mẹ chồng cô tan gẫu thật vui vẻ lúc này cô mới biết quan hệ giữa tân hiểu như và người nhà mạc vũ đình cũng tốt như vậy giám đốc đưa tay lắc lắc trước mặt cô lúc này cô mới phục hồi tinh thần cười cười với tân hiểu như sau đó tìm cớ rời đi sự xuất hiện của tân hiểu như khiến cho các đồng nghiệp nam còn độc thân trong bộ phận vô cùng hưng phấn không có việc gì là sẽ đi vây quanh cô ấy hơn nữa cô có cảm giác được người trong văn phòng càng ngày càng nhiều vốn tưởng rằng cô không trêu chọc cô ta mọi người sẽ bình an vô sự ai ngờ giám đốc bỗng nhiên thông báo chuyển một khách hàng lớn của cô sang cho cô ta lúc này tống du lan đi tìm giám đốc ông ấy từ trước đến nay đều giỏi đưa đẩy ý tứ trong lời nói chính là tân hiểu như là người trẻ xuất sắc bên nước ngoài mới về công ty nên cần không gian phát triển giao khách hàng lớn của công ty cho cô ấy là đương nhiên vừa từ văn phòng giám đốc đi ra liền đụng phải tân hiểu như cô ấy cười với cô không biết là không phải là ảo giác của cô không mà cô lại cảm thấy nụ cười này không có ý tốt du lan cô đã đắc tội giám đốc mã sao? Cô đã theo ZMM lâu như vậy rồi, hợp đồng này vẫn luôn do cô phụ trách. Sao đột nhiên giám đốc lại chuyển sang cho Tân Hiểu Như? Triệu Hiểu Tĩnh là đồng nghiệp ở công ty cô. Tính cách hoạt bát, ngay thẳng, có cái gì nói cái đó. Giám đốc mã là biệt danh bọn họ đặt cho giám đốc, lão già khó tính. Tống Du Lan còn chưa kịp nói gì, Tân Hiểu Như liền đi tới trước mặt cô. Du Lan, xin lỗi cô, tôi nghe nói cô vẫn luôn là người phụ trách khách hàng này tôi cũng không biết giám đốc mã tại sao lại ra quyết định như vậy nhưng tôi nghĩ cô sẽ hiểu đúng không tống du lan mỉm cười và nhìn cô ấy tôi cũng không muốn hiểu lý do tại sao nụ cười trên mặt của tân hiểu như cứng lại tống du lan dùng nửa ngày đem tư liệu khách hàng đều đưa cho tân hiểu như sau đó cô nhàn rỗi ngồi chờ đến giờ tan tầm cô vui vẻ tắt máy tính chuẩn bị tan tầm lại phát hiện bên ngoài trời mưa loại thời tiết này cực kỳ khó bắt taxi quả nhiên mở phần mềm gọi xe lên lên thấy số lượng người xếp hàng phía trước đã gần trăm người hiểu như bên ngoài trời đang mưa cô ngồi xe của tôi đi tôi đưa cô về không cần đâu bạn trai tôi sẽ đến đón tôi cảm ơn tân hiểu như liếc cô một cái bạn trai là mạc vũ đình thì ra là vậy mấy ngày nay anh nói mình đi công tác thật ra chính là ở cạnh người trong lòng anh được lắm tuy rằng miệng thì mắng nhưng trong lòng cô lại nổi lên từng đợt chua sót không muốn ở cùng tân hiểu như trong một không gian nữa cô quyết định xuống lầu chờ xe thành phố hát rất ít khi mưa lớn như vậy bên ngoài lúc này đang mưa to gió lớn dù là ban ngày nhưng lại tối đen như mực làm cho con người ta cũng cảm thấy cực kỳ áp lực tống du lan nhìn thoáng qua điện thoại di động số lượng người đang chờ chỉ giảm một vài lại nhìn mưa lớn bên ngoài cô do dự có nên chạy đến ga tàu điện ngầm hay không trong khi cô do dự một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước mắt cô nếu như nói vừa rồi nghe tân hiểu như nói cô còn ôm một tia hy vọng rằng bạn trai trong miệng cô ta không phải mạc vũ đình thì bây giờ khi nhìn thấy xe việt giã của mạc vũ đình dừng ở cửa cô hoàn toàn hết hy vọng ma suối quỷ khiến thế nào cô trốn đằng sau cột trụ lúc này tân hiểu như cũng xuống lầu cô nhìn thấy xe của mạc vũ đình hiển nhiên vô cùng vui vẻ đi lại cũng nhẹ nhàng hơn cô thấy mạc vũ đình ngẩng đầu lên lập tức lấp người lại sau cây cột trời mưa quả nhiên sẽ làm cho người ta trở nên đa sầu đa cảm mũi cô chua xót không muốn nhìn thấy hình ảnh này đang chuẩn bị đi nhà vệ sinh để tránh một chút bỗng nhiên bị người ta túm lấy cổ tay em định đi đâu tống du lan sửng sốt hơi thở quen thuộc của mạc vũ đình trong nháy mắt bao phủ cô anh hơi nhíu mày đáy mắt là màu đen đậm phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc của cô mạc mạc vũ đình anh tống du lan không biết cô đang lắp bắp cái gì nữa mạc vũ đình nhíu mày càng chặt hơn làm việc một ngày đầu óc không còn tỉnh táo nữa à tống du lan nhìn về phía sau mạc vũ đình không thấy bóng dáng tân hiểu như cô nghi hoặc hỏi tân hiểu như đâu liên quan gì đến tôi không phải là anh tới đón cô ta sao mạc vũ đình hít mắt giọng điệu bất mãn nói tại sao phải tới đón cô ta vậy anh tới đây làm gì tôi đến đón em không nhận ra sao mạc vũ đình ngữ khí có chút nóng nảy cô rất ít khi thấy anh có loại biểu tình này nhưng vẫn bán tính bán nghi hỏi đón tôi đừng đùa anh nhìn thấy tôi ở đây cho nên cố ý nói là đến đón tôi chứ gì dù sao chúng ta hiện tại còn chưa ly hôn Em có muốn xem lại điện thoại di động của mình không? Mạc Vũ Đình ngắt lời cô. Lúc này cô mới phát hiện mình có mấy tin nhắn chưa đọc của Mạc Vũ Đình gửi từ một giờ trước. Vì vậy cô ghen linh tinh sao? Mưa to kéo theo tắc đường, áp suất không khí trong xe có chút thấp. Hiện nhiên Mạc Vũ Đình tức giận. Sau khi Tống Du Lan đấu tranh tư tưởng một phen, rốt cuộc tìm được một tia lo lắng nói. Tân hiểu như chính mình nói là bạn trai đến đón cô ấy, anh không phải là bạn trai của cô ấy sao tuy rằng tạm thời còn không hợp pháp um... mạc vũ đình nắm chặt vô lăng xong rồi càng tức giận hơn tống du lan đơn giản bày tỏ anh bày ra vẻ mặt này cho ai coi vốn dĩ là do anh cùng người trong lòng của anh mập mờ tôi muốn ly hôn thì anh lại không đồng ý hiện tại còn không giải thích được ở đây giận dỗi anh thật là khó hầu hạ mạc vũ đình đột nhiên xoay vô lăng tìm một khoảng trống lái xe bên đường dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn cô, vẻ mặt tức giận. Tống Du Lan, tôi nói lại với em một lần nữa. Tôi cùng Tân hiểu như không có bất kỳ mối quan hệ bất chính nào, nghe hiểu chưa? Được rồi, không khí này thực sự quá đáng sợ. Cô không khống chế được mà gật gật đầu. Trước ngày hôm nay, tôi không hề biết là cô ấy ở công ty của em. Buổi sáng tôi trở về, thấy trời mưa liền tới đón em Ai biết em không xem điện thoại di động, gọi điện thoại cho em cũng không liên lạc được. Tín hiệu của công ty vào những ngày mưa thực sự không phải là rất tốt. Tôi nói rõ chưa? Tống Du Lan tự biết đối lý, vội gật đầu. Còn ghen sao? Tống Du Lan theo bản năng lắc đầu. Anh à, không đúng. Ai ghen? Anh mới ghen ấy, tôi không ghen. Mạc Vũ Đình lộ ra nụ cười, vỗ vỗ đầu cô, tiếp tục lái xe. Bầu không khí dường như trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cô lén lén nhìn anh, khóe miệng của anh mỉm cười. Về đến nhà đã gần 8 giờ, trên bàn ăn là bữa tối mẹ chồng đã chuẩn bị xong, nhưng không thấy người đâu. Đi rửa tay trước, tôi đem thức ăn hâm nóng lên. Tống Du Lan có chút hoảng hốt, rõ ràng hai người bọn họ là cặp vợ chồng muốn ly hôn, nhưng không hiểu sao lại có loại cảm giác ấm áp. Sững người làm gì, muốn tôi giúp em tắm? Từ hôm nay Mạc Vũ Đình dường như trở nên có chút kỳ quái. Thời gian làm thêm giờ của anh trở nên ít hơn. Một tuần có thể đến đón cô ba bốn lần. Cuối tuần cũng ở nhà, mỗi đêm phải kéo cô đi dạo. Nói rằng tập thể dục thích hợp có lợi cho phụ nữ mang thai. Càng thái quá hơn khi Mạc Vũ Đình lại nghiên cứu nấu cơm. Có trời mới biết sau khi tan tầm về nhà, nhìn thấy hình ảnh cao 1m85, buộc tạp dề gấu nhỏ của cô nấu canh, có bao nhiêu sự buồn cười hôm nay ăn cơm xong tống du lan không nhịn được hỏi gần đây anh công việc không bận rộn nữa hả ổn cô lại hỏi vậy tại sao gần đây anh không cần phải tăng ca công ty cũng không phải là một mình tôi không có tôi ở đấy những vụ án đấy cũng sẽ có người đi xử lý câu trả lời này đúng là không giống mạc vũ đình còn có vấn đề gì không tống du lan còn đang muốn hỏi mạc vũ đình đã đưa cho cô một ly nước xuống dưới đi bộ, vừa đi vừa hỏi. Trung cư lúc trạng vạng có không ít người, gió đêm đầu thu thổi lên người có chút lạnh lẽo, Mạc Vũ Đình khoác cho cô một cái khăn quàng. Bỗng nhiên có một con chó lớn từ khóm cây xanh chạy ra, cô sợ tới mức ôm lấy cánh tay Mạc Vũ Đình. Mạc Vũ Đình cũng bảo vệ cô ở phía sau, người chủ của nó đuổi theo, một bên buộc dây thừng bị chó tránh thoát, một bên xin lỗi hai người bọn họ. Hai vị nhìn thật hạnh phúc, Chủ của con chó để lại một câu đánh giá rồi liền bị chó dắt chạy đi. Cô nhìn thấy cánh tay Mạc Vũ Đình trong ngực cô, vội vàng muốn buông tay, lại bị Mạc Vũ Đình kẹp lấy. Nắm lấy, nhỡ đâu lại có con chó chạy ra thì sao? Cánh tay của anh rất có đặc biệt, cách lớp quần áo nhưng vẫn có thể sờ được cơ bắp rắn chắc kia. Thật kỳ lạ, làm thế nào cô lại có thể cảm thấy một chút nóng trên khuôn mặt của mình? Mã giám đốc lần này đã đưa ra một quyết định sai lầm, Buổi họp báo quý 1 mới của ZNM dự kiến sẽ diễn ra trong một tuần. Tân Hiểu Như đã đăng tải một số hình ảnh riêng tư trên phần mềm mạng xã hội của mình mà không có sự cho phép của ZNM. ZNM không giống như các thương hiệu khác, họ muốn để lại ấn tượng đầu tiên tốt nhất với khách hàng. Do đó, ZNM không cho phép bất kỳ ai tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào trước khi buổi ra mắt được tổ chức. Điều này sẽ được đặc biệt lưu ý trước khi mỗi dự án được ký hợp đồng hiểu như ơi là hiểu như cô nói xem sao cô lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy chứ hiện tại khách hàng muốn kiện chúng ta cô nói đi giải quyết như thế nào thanh âm của giám đốc mã xuyên thấu qua văn phòng của anh ta truyền ra thanh âm có giá trị chiến đấu làm chấn động người đến hoảng hốt ha ha cô nhìn xem cướp đồ của người khác đây chính là báo ứng triệu hiểu tĩnh ở bên cạnh cô nhỏ giọng nói tống du lan không hé răng triệu hiểu tĩnh còn muốn nói chuyện Giám đốc Mã bỗng nhiên từ văn phòng đi ra. Triệu Hiểu Tĩnh liền thu người lại, làm bộ rất bận rộn đang xem tư liệu. Tống Du Lan vào văn phòng tôi. Thân thể của cô chấn động, theo bản năng sờ sờ bụng, xác nhận trạng thái của bụng hiện tại bình thường. Triệu Hiểu Tĩnh thì vẻ mặt bi thống nhìn cô. Bảo trọng, chị em tốt. Vừa vào phòng làm việc của giám đốc Mã, Tân Hiểu Như đang khóc đến lê hoa đái vũ. Thấy hai người bọn họ tiến vào, lại đổi thành nhỏ giọng nức nở bộ dáng khiến người ta thương xót tống du lan hiểu như nói lúc cô bàn giao công việc với cô ấy cô không nói cho cô ấy biết điều kiện này đúng không muốn ném cái nồi này đổ lên người cô giám đốc mã tôi cảm thấy hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này bây giờ cần phải cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta và znm mới là điều quan trọng nhất không phải sao tống du lan không nhảy số xem các người xử lý thế nào Giám đốc Mã gật gật đầu. Du Lan, cô cùng tổng giám đốc bọn họ khá là quen thuộc. Để cô đi xử lý chuyện này đi. Anh bạn tốt, đây là muốn cô giúp bạn lau mông. Tôi cho rằng cởi chuông phải do người buộc chuông. Tôi tin tưởng vào kinh nghiệm làm việc phong phú của Hiểu Như. Nhất định có thể làm cho ZNM hết giận. Để giải quyết nguy cơ lần này, tôi nghĩ đương sự chân thành xin lỗi là quan trọng nhất. Hơn nữa tôi cũng chỉ là một người công dân bình thường làm sao có thể ảnh hưởng đến quyết định của cao tầng znm đây tôi nói đúng không hiểu như cô bé à cô nghĩ mình có thể lừa được cô sao củ khoai lang nóng bỏng tay này còn lâu cô mới nhận tân hiểu như bỗng nhiên giống như không tắt được vàn nước nước mắt ào ào chảy ra phải gọi là như nhược bất lực không biết làm sao du lan xin lỗi tôi thật sự không biết phải chú ý cái này lúc cô bàn giao cho tôi cũng không có nói cho nên Tống Du Lan ngăn cô ta lại, nói, "Tôi nói hay không trong lòng cô rõ ràng nhất, nhưng hiện tại đây không phải là chuyện quan trọng, hiện tại quan trọng là làm thế nào để có được sự tha thứ của khách hàng, cô mau đi xin lỗi đi." Tân Hiểu Như lại bắt đầu khóc nức nở, nhìn qua giống như là cô khi dễ cô ấy vậy. "Được rồi, đừng cãi nhau, hai người cùng nhau phụ trách giải quyết chuyện này, ngày mai tôi phải thấy được kết quả." Thật sự là khổ mà không nói nên lời ai có thể nghĩ tới cô phải giúp người khác lo mông. Nhưng từ phòng làm việc của giám đốc mã đi ra, Tân Hiểu Như trực tiếp trở về vị trí của mình, không có một chút ý định xử lý chuyện này, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng vừa mới ở trong văn phòng. Tống Du Lan tức giận đến chỗ cô ấy. Tân Hiểu Như, cô còn ngồi ở chỗ này làm gì, còn không mau đi tới ZNM. Ai ngờ cô ta đến đầu cũng không buồn ngẩng đầu lên, nói. Giám đốc nói, Cô và tổng giám đốc ZNM có mối quan hệ rất tốt. Nếu đã như vậy, còn cần tôi làm gì? Tân hiểu như, vì sao tôi phải giúp cô lau mông? Bỗng nhiên cô ta đứng lên, thái độ lại quay ngoắt 180 độ, trên mặt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. "Thực xin lỗi Du Lan, xin cô giúp tôi đi." Tống Du Lan quay đầu lại, thì ra là giám đốc Mã đi ra. Tống Du Lan và chủ tịch ZMM Vương Phẩm Ngôn xem như là có mối quan hệ cá nhân khá tốt mấy năm trước khi đi du lịch cô vô tình giúp anh ta một việc sau đó liền trở thành bạn bè tiếp đó tiếp nhận công việc mới phát hiện ra anh ta là tổng giám đốc của znm cho nên cô cũng không muốn dùng loại giao tình cá nhân này để che giấu sai lầm trong công việc nhưng cũng không biết tại sao giám đốc mã biết cô cùng với vương phẩm ngôn có giao tình hơn nữa còn để cho cô đi giúp tân hiểu như phải niệm tên lão ta một vạn lần trong lòng cho đỡ tức. Nói như vậy, nhưng dù sao cũng là khách hàng cô theo lâu như vậy rồi, cũng không thể để hủy hoại bởi Tân Hiểu Như. Vì thế cô liền hẹn Vương Phẩm Ngôn. Ban đầu Tân Hiểu Như vốn không muốn tới, khi nghe được người cô hẹn chính là Vương Phẩm Ngôn, lập tức đổi giọng, bản lĩnh thay đổi sắc mặt kia cho dù cô đã gặp nhiều lần như vậy rồi, nhưng mỗi lần gặp vẫn không nhịn được tán thưởng. Vương Phẩm Ngôn thực sự rất bận, Bọn họ chỉ có thể gặp anh ta vào giờ ăn trưa Sau khi nói vài lời đơn giản Cô trực tiếp bày tỏ ý định đến Hy vọng anh ta có thể tha thứ Cho sai lầm của công ty bọn họ lần này Sau này có thể duy trì mối quan hệ hợp tác tốt Vương phẩm hôn ngược lại không làm khó cô Trước khi cô tới Anh ta đã biết chuyện này Dù Lan tôi hiểu ý của cô Chẳng qua tôi cho rằng Nhấp ảnh ra mà ngay cả điều cơ bản nhất Về khách hàng cũng không làm được Thì đây không phải là một nhấp ảnh ra Có năng lực Cô nói xem đúng không? Tân hiểu như ở một bên sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Phẩm Ngôn ngay từ đầu đã làm như không thấy sự ân cần của cô ta. Hiện tại lại nói thẳng ra như vậy. Cô ta không tức giận mới là lạ, lạ. Tống Du Lan mỉm cười. Vương Tổng nói rất đúng. Hiểu như chỗ chúng tôi vừa mới từ nước ngoài trở về. Có thể đối với văn hóa trong nước không hiểu rõ. Xin anh yên tâm. Lần sau nhất định sẽ không xuất hiện loại chuyện này như thế này nữa. Bản thân gây họa còn muốn người khác đến thu thục cục diện dối rắm Tôi không cho rằng loại nhiếp ảnh ra như thế này phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi. Việc này tôi có thể không truy cứu, nhưng tôi không muốn cô Hiểu Như phụ trách công việc của công ty chúng tôi nữa. Sắc mặt Tân Hiểu Như càng khó nhìn hơn. Tôi sẽ truyền đạt yêu cầu của Vương Tổng cho lãnh đạo chúng tôi, nhưng chuyện sắp xếp công việc vẫn phải nghe theo lãnh đạo. Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường, có một số việc tôi cũng không thể quyết định không phải là giả bộ đáng thương sao ai sẽ không biết nói xong chuyện công tác vương phẩm ngôn liền đi trước trước khi đi còn thanh toán trước bữa ăn để bọn họ ăn xong rồi mới đi tống du lan tự mình hưởng thụ mỹ thực tân hiểu như ngồi không yên châm chọc khiêu khích nói không nhìn ra quan hệ giữa cô và vương tổng thực sự không tầm thường cũng được cảm ơn cô đã khen ngợi không phải chỉ là một công ty thiết kế trong nước thôi sao có cái gì đặc biệt chứ các tên tuổi quốc tế mà tôi từng hợp tác nhiều đến mức không đếm được hết trên 10 đầu ngón tay. Cũng không thấy ai làm khó người khác như vậy. Không biết trợ lý của Vương Phẩm Ngôn xuất hiện ở phía sau hai người bọn họ từ khi nào. Cô Tân quả thực là tuổi trẻ tài cao. Cũng may sau này cô không cần phải làm việc công ty chúng tôi. Lời cô vừa nói tôi sẽ chuyển cho tầm giám đốc của chúng tôi. Mặt Tân hiểu như bị dọa trắng bạch. Tống Du Lan thiếu chút nữa cười thành tiếng. Trợ lý trở về là đưa cho cô thiệp mời một tuần sau vương phẩm ngôn sẽ cử hành một bữa tiệc riêng sau khi trợ lý rời đi tân hiểu như tức giận rời khỏi phòng ăn không có cô ta ở bên cạnh khiến cho cô cảm thấy đồ ăn ngon hơn nhiều buổi chiều trở lại công ty tân hiểu như hiếm khi không giả nai cô báo cáo tình huống với giám đốc mã một chút khách hàng đều đã lên tiếng anh ta chỉ có thể dựa theo yêu cầu của khách trả lại znm về tay cô buổi tối tan tầm mạc vũ đình đến đón cô lúc xuống lầu tân hiểu như cũng vừa vặn xuống lầu vũ đình anh lại tới đón du lan à du lan cô thật là hạnh phúc lại đến nữa trong lòng tống du lan trợn trắng mắt sau đó khoác cánh tay mạc vũ đình đúng vậy tôi rất hạnh phúc hiểu như bạn trai cô đâu sao không thấy tới đón cô khóe miệng tân hiểu như co giật một chút nói tôi không có bạn trai đâu thật không đấy tôi nghe nói cô có rồi xem ra sau này không thể tùy tiện tin lời của người khác rồi anh nói có đúng không vũ đình mạc vũ đình cười cười ừ một tiếng hả chuyện gì đang xảy ra vậy phối hợp như vậy sao mẹ mạc vũ đình cách một thời gian sẽ đến một lần lấp đầy tủ lạnh giúp hai người bọn họ sau đó lại đưa một đống thuốc bổ cho phụ nữ mang thai khi cô về nhà bà ấy vẫn còn ở đó nhìn thấy cô liền lôi kéo cô ngồi xuống để xem đúng rồi sắc mặt hồng nhuận Giáng vẻ cũng rất tốt, xem ra trong khoảng thời gian này, Vũ Đình chăm sóc con rất tốt. Tống Du Lan cười gượng một tiếng, Mạc Vũ Đình gần đây đối xử với cô quả thật rất tốt, nhưng chuyện của anh và Tân Hiểu Như giống như cái gai trong lòng cô, hơn nữa cô cũng không biết rốt cuộc anh thật lòng muốn đối xử tốt với cô hay không, hay là bởi vì cô đang mang thai nên mới đối xử tốt với cô nữa. Đúng rồi, Vũ Đình, mấy ngày trước Hiểu Như đến nhà chúng ta nói có việc muốn nhờ con sao con bé ấy lại hỏi mẹ các con không liên lạc với nhau sao trái tim cô trũng xuống nghĩ rằng họ đâu chỉ liên lạc thôi đâu họ còn đến cả khách sạn rồi tống du lan cũng không muốn nghe những chuyện này đứng lên chuẩn bị đi tắm rửa lại bị mạc vũ đình gọi lại tại sao lại đi rửa tay rồi ăn cơm con không có khẩu vị mẹ hai người ăn trước đi ạ mạc vũ đình chắn trước mặt cô giọng điệu cứng nhắc nói Ngồi xuống, mẹ sẽ nói cho em biết sự thật. Mẹ Mạc Vũ Đình vẻ mặt mơ màng. Nói cái gì? Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngồi xuống ghế sofa. Cô ấy không tin con. Mẹ, con số mẹ cảm thấy con và Tân Hiểu Như có quan hệ bất chính. Mạc Vũ Đình, anh không sao chứ? Tống Du Lan sửng sốt. Mẹ chồng cũng sửng sốt. Cô vội vàng xua tay giải thích. Không phải đâu mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy nói lung tung. Không có chuyện này đâu ạ. Thì ra là vậy, mẹ còn đang thắc mắc vì sao dạo này hai đứa con đứa nào cũng quái lạ, một đứa thì đột nhiên muốn học nấu canh, một đứa thì mang thai cũng không nói với mẹ, thì ra là bởi vì cái này. Nghe mẹ nói, cô mới biết Mạc Vũ Đình và Tân Hiểu Như rốt cuộc có quan hệ gì. Thì ra năm đó cha của Tân Hiểu Như chính là giảng viên của Mạc Vũ Đình. Giảng viên rất thích Mạc Vũ Đình nên luôn chiếu cố, nhưng năm Mạc Vũ Đình học đại học năm 2, ông ấy lại gặp phải một tai nạn xe cộ qua đời. Năm đó mẹ của Tân Hiểu Như vì khó sinh mà qua đời. Người thầy trước khi đi chỉ có một lo lắng duy nhất không thể bỏ qua chính là cô con gái của mình. Tân Hiểu Như và Mạc Vũ Đình học cùng một trường, vì thế thầy liền hy vọng Mạc Vũ Đình có thể giúp đỡ chăm sóc con gái mình. Cha mẹ Mạc Vũ Đình cũng biết chuyện này, thường xuyên để Tân Hiểu Như về nhà ăn cơm. Sau này mối quan hệ giữa Tân Hiểu Như và Mạc Vũ Đình cũng càng ngày càng gần gũi. Chẳng qua sau này Tân Hiểu Như ra nước ngoài, liên lạc giữa hai bên liền giảm bớt một chút. Trách mẹ, ngày Hiểu Như đến chơi, Du Lan vừa vặn cũng trở về. Mẹ còn đang nghĩ do con đem đồ đạc buông xuống liền bỏ chạy. Nhất định là con đã hiểu lầm rồi. Con trai mẹ, mẹ còn không biết sao. Nó thích ai, không thích ai. Mẹ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Phải biết rằng cho tới bây giờ, mẹ cũng chưa từng được uống qua canh do con trai mẹ nấu đâu. Tống Du Lan xấu hổ cười cười. Mạc Vũ Đình Anh thật đỉnh, chiều này thật tuyệt. Sau khi tiễn mẹ chồng đi, cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Mạc Vũ Đình rửa chén như không có việc gì. Tâm tình còn rất tốt, hát nhỏ. Cô tức giận, đi tới bên cạnh anh. Mạc Vũ Đình, anh cố ý, được lắm. Cho dù những lời mẹ nói đều là sự thật, vậy cũng chỉ có thể giải thích anh và Tân Hiểu Như quen nhau như thế nào. Nhưng chuyện hai người cùng nhau đến khách sạn, anh giải thích như thế nào đây? Mạc Vũ Đình đặt bát trong tay xuống. Khách sạn, khách sạn nào? Ngày 8 tháng trước, khách sạn Hòa Phong, Hách Nhiễm tận mắt nhìn thấy anh và Tân Hiểu Như đi vào thang máy khách sạn. Cô ấy ở đó 2 tiếng, cũng không thấy anh đi xuống. Mạc Vũ Đình nhíu mày, chắc là đã nhớ lại, sau đó gương mặt có một chút bất đắc dĩ. Đó là công việc, không chỉ có anh, mà còn có cả các đồng nghiệp khác trong công ty nữa. Tân Hiểu Như và công ty cũ của cô ấy có chút tranh chấp pháp lý, cho nên mới ủy thác nhờ anh hỗ trợ. Anh lại không am hiểu về lĩnh vực này, cho nên liền nhờ đồng nghiệp giúp cô ấy. Sau khi sự tình chấm dứt thì cô ấy mời bọn anh ăn cơm. Cô ấy ở khách sạn Hòa Phong, cho nên liền đặt phòng ăn trên tầng 5 của khách sạn. Nếu như em không tin, anh có thể gọi điện cho đồng nghiệp, để cho bọn họ nói cho em biết. Lời của người khác không thể tùy tiện tin được. Em nói phải không, Du Lan? Anh đừng nói nữa. Bởi vì công việc Mạc Vũ Đình lại phải đi công tác mấy ngày. Trước khi đi, anh giống như là một bà mẹ dặn dò cô một đống chuyện. Cô vừa cảm thấy có chút không biết phải nói gì, vừa cảm thấy Mạc Vũ Đình trong khoảng thời gian này đã thay đổi quá lớn. Cho dù người ở nơi khác, nhưng Mạc Vũ Đình vẫn đúng giờ mỗi tối gọi video cho cô. Trái tim cô dường như bất trí bất giác lại nổi lên từng trận sóng nhỏ. Hôm nay khi hai người bọn họ đang gọi video, Tống Du Lan nghe thấy ở đầu kia của Mạc Vũ Đình truyền đến tiếng chuông cửa. Mạc Vũ Đình không cúp video, liền đặt cô ở bên giường, cô có thể nhìn thấy anh mở cửa. Vốn tưởng rằng chỉ là nhân viên phục vụ, không ngờ cô lại nghe được giọng nói của Tân Hiểu Như. "Sao cô lại ở đây?" Vũ Đình, thanh âm của Tân Hiểu Như như có một chút kỳ quái. "Vũ Đình, anh có biết rằng nhiều năm như vậy, em vẫn luôn nghĩ tới anh, nhưng tại sao, tại sao anh lại kết hôn với người khác?" "Tốt, tốt lắm." Khó trách hôm nay cô ta bỗng nhiên xin nghỉ Thì ra là đến đây Tống Du Lan nín thở nhìn chằm chằm màn hình Có chút khẩn trương Lúc này Tân Hiểu Như bám trên người Mạc Vũ Đình Cô uống nhiều rồi Mạc Vũ Đình đẩy cô ta ra Bảo cô ngồi ở ghế đầu bên cạnh Còn mình thì dùng điện thoại bàn trong phòng điện thoại gọi cho quầy lễ Tân Đúng vậy, em uống quá nhiều Em hối hận rồi Vì sao nhiều năm như vậy Em không dám nói cho anh biết là em yêu anh anh cũng yêu em đúng không nếu không thì sao anh lại chỉ đối tốt với em hiểu như tôi đã kết hôn tôi rất yêu vợ của mình tôi đối tốt với cô bởi vì trước khi lâm chung thầy nhờ tôi chăm sóc cô tôi đối tốt với cô không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào nếu có chỗ nào khiến cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi mạc vũ đình lạnh lùng mà lý trí nói đánh tan tâm tình của tân hiểu như cô ta khóc như mưa mạc vũ đình lại không động đậy lúc này nhân viên khách sạn vừa vặn đến mạc vũ đình bảo bọn họ mở thêm một phòng rồi đưa tân hiểu như đến phòng kia mạc vũ đình đi vào trong trong phòng nháy mắt im lặng cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần mạc vũ đình đã trở về tống du lan nghe thấy anh ta thở dài nhéo mũi khuôn mặt có một chút lo lắng cô ho nhẹ một tiếng lúc này anh ta mới ý thức được rằng bản thân vẫn đang mở video với cô vì sao tân hiểu như biết anh ở đó mạc vũ đình lắc đầu chắc là người trong công ty nói tống du lan không nghĩ tới dưới tình huống này lại nghe được mạc vũ đình thổ lộ trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì hình như có chút hoảng hốt có chút xấu hổ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngọt ngào nhất thời yên tĩnh cô do dự có nên cúp điện thoại hay không lại nghe mạc vũ đình nói du lan anh vừa rồi là nghiêm túc cho nên anh hy vọng em cẩn thận suy nghĩ lại một chút chuyện ly hôn xin lỗi vì đã để em cuốn vào loại chuyện này trước kia là anh không tốt nhưng về sau chắc chắn sẽ không còn như vậy nữa tống du lan sửng sốt trong lòng giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đụng một cái một cỗ cảm xúc khó hiểu trong nháy mắt bao vây cô làm cho người ta có loại cảm giác nhẹ nhàng đêm nay em tự nấu một chén rùi cào nhỏ nhưng không biết vì sao hình như không ngon bằng anh nấu Bận rộn xong liền nhanh chóng trở về đi Em muốn uống canh anh nấu Được Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh youtube Nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng kể của Hạ Vũ Bụng cô dần dần xuất hiện Quần áo rộng cũng không thể che lấp Sau đó cô chỉ đành nói cho người ở công ty biết là cô đang có thai Tân hiểu như sau khi biết Rõ ràng sừng sốt một chút Nhưng cái gì cũng không nói Ngay cả triệu hiểu tĩnh cũng nhìn ra Tân hiểu như có gì đó không đúng Chạy tới hỏi cô Tống Du Lan trả lời không biết Nhưng trong lòng lại rất rõ ràng Chỉ hy vọng cô ấy có thể sớm buông bỏ đoạn tình cảm này Công ty mới nhận được công việc chụp ảnh cho một khách hàng mới Giám đốc mã phân công công việc này cho Tống Du Lan Hôm nay cô đang chuẩn bị đến studio chụp ảnh nhiếp ảnh gia vốn hợp tác với cô Lại đột nhiên sinh bệnh Những người khác trong văn phòng đều không đi được Bất đắc dĩ Tân Hiểu Như cùng cô xuất phát đến studio. Hôm nay tổng cộng phải chụp 3 bộ ảnh. Thời gian rất gấp, nhưng mà người mẫu mãi không tới. Tân Hiểu Như cùng cô đợi một hồi liền nói là mình có chút không thoải mái. Muốn đi phòng nghỉ đợi, chờ người tới rồi gọi cô ấy. Đợi một tiếng đồng hồ, người mẫu giúp cuộc cũng đến, nhưng lại không tìm được Tân Hiểu Như. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể một mình điều chỉnh lại thiết bị chụp ảnh. Cũng may là còn có các nhân viên khác giúp đỡ. Chụp ba bộ ảnh xong cũng đã 6 giờ tối. Sau khi cô xác nhận xong chụp ảnh ok, mới ý thức được một ngày nay không thấy bóng dáng Tân Hiểu Như đâu. Gọi điện thoại cho cô ta cũng không ai bắt máy. Nhân viên đã dọn dẹp xong hiện trường, bởi vì studio đi thuê, cho nên hết giờ nhất định phải rời đi. Đang lúc cô chuẩn bị đi, lại nhận được tin nhắn của Tân Hiểu Như. "Du Lan, tôi ở phòng nghỉ lầu 3 bị khóa không ra được, nơi này không có tín hiệu, tôi không gọi điện được." Nếu như cô nhận được tin nhắn thì nhất định phải đến tìm tôi. Làm ơn. Tống Du Lan cảm thấy có một chút kỳ quái. Nhưng lại lo lắng Tân Hiểu Như thật sự bị nhốt ở bên trong. Hơn nữa studio này ở ngoại ô. Tín hiệu không tốt cũng là bình thường. Vì vậy cô muốn tìm một người nào đó để xem với cô. Nhưng cô phát hiện ra rằng những nhân viên mới vừa rồi vẫn còn ở đây đã đi sạch. Tống Du Lan suy nghĩ một chút, quyết định đi lên lầu để xem. Tầng 3 chỉ có một phòng chờ, rất dễ tìm, cửa đóng lại, nhưng khi cô vặn tay nắm cửa, cửa mở ra. Lúc cô đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên có người đẩy cô một cái, khiến cô trở tay không kịp bị nhốt vào trong phòng. Còn không đợi cô phản ứng lại, cửa phòng đã bị người ta khóa lại. Cửa truyền đến thanh âm của Tân Hiểu Như, "Tống Du Lan, cô thật dễ lừa, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đến." "Tân Hiểu Như, cô làm gì vậy, cô thả tôi ra." tống du lan mơ hồ cảm thấy bụng có một chút đau thả cô ra không có khả năng đâu cô ở lại đây đi tôi ở nước ngoài chịu đựng biết bao nhiêu tương tư dựa vào cái gì mà cô ở trong nước cùng với vũ đình kết hôn lại còn mang thai đứa nhỏ tôi nhất định phải để cho cô chịu khổ để cho cô không thể đắc ý được nữa thanh âm của tân hiểu như như có loại hưng phấn dị thường đầu cô có một chút choáng váng cảm giác đau bụng dưới cũng càng ngày càng mãnh liệt hiểu như cô thả tôi ra trước chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói chuyện ngoài cửa không có âm thanh cô lại hô vài tiếng nhưng không ai trả lời bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ cảm giác khó chịu trong cơ thể ngày càng nghiêm trọng nhưng điện thoại di động trong phòng này thực sự không có tín hiệu cô hít sâu vài hơi đi đến cửa sổ hét lên vài tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời cô không biết qua bao lâu cô bỗng nhiên cảm thấy dưới thân một dòng nước ấm áp một chút Màu đỏ trên tay làm cho cô hoảng hốt. Cô đặt điện thoại di động bên cửa sổ, cố gắng tìm lại một chút tín hiệu. May mắn thay, cuối cùng đã có một tín hiệu xuất hiện. Tống Du Lan vội vàng chỉnh sửa tin nhắn gửi lại cho Mạc Vũ Đình, sau đó lại cố gắng gọi điện thoại cho anh, nhưng không có đủ tín hiệu để cho cô có thể gọi điện thoại. Lúc này cô chỉ hy vọng Mạc Vũ Đình có thể nhận được ít nhất là một tin nhắn. Một trận choáng váng ập đến, Tống Du Lan ôm bụng trong lòng cực kỳ khổ sở, hối hận vì sao cô lại lên đây tìm Tân Hiểu Như. Trong lòng lại mắng Mạc Vũ Đình mấy trăm lần, thật sự là hồng nhan họa thủy mà, chọc cho cô phải chịu một hồi thị phi như vậy. Bí mắt dường như càng ngày càng nặng, mơ hồ cô giống như là nghe thấy tiếng đập cửa. Một tiếng kêu lớn vang lên, cửa bị đá văng ra, trong lúc mông lung cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Mạc Vũ Đình. Trước mắt cô tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tình lại đã ở trong bệnh viện, cô vội vàng đi sờ bụng, hơi hơi nhô lên, không có cảm giác gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Cửa truyền đến tiếng nói chuyện, là Mạc Vũ Đình và Tân Hiểu Như. Tân Hiểu Như, cô còn dám đến. Vũ Đình, thực sự xin lỗi, tôi không biết Du Lan lúc ấy còn ở trong đó, bằng không tôi nhất định sẽ đi tìm cô ấy, thực sự xin lỗi. Người này ra mặt dày đến nỗi không ai có thể so sánh được. Cô tức giận đến mức hận không thể lập tức xông ra đánh cho cô ta một trận. Mạc Vũ Đình đẩy cửa tiến vào, thấy cô đã tỉnh, vội vàng hỏi cô có cảm giác gì không thoải mái không? Tống Du Lan liếc mắt một cái, nói Có, anh bảo cô ta nhanh chóng cút đi cho em. Mạc Vũ Đình và Tân Hiểu Như đều sửng sốt. Cô cũng không muốn nhìn thấy cô ta một giây phút nào nữa, lại mắng một tiếng, cút. Tân Hiểu Như lập tức đỏ hốc mắt điều này thực sự làm cho cô bật cười tân hiểu như cô ở đây làm bộ làm tịch cái gì không phải là cô nhốt tôi lại sao bây giờ cô lại ở đây khóc lóc cái gì nữa con của tôi thiếu chút nữa đã không còn cô nhanh chóng cút đi cho tôi tôi không muốn nhìn thấy cô mạc vũ đình không thể tin nhìn tân hiểu như tân hiểu như nhất thời nước mắt giàn giụa không phải vũ đình không phải như du lan nói đâu làm sao em có thể làm như vậy chứ dù lan có phải là cô hiểu lầm cái gì rồi không tống du lan lười nói nhảm với cô ta nói với mạc vũ đình mạc vũ đình nếu anh còn muốn đứa nhỏ này gọi anh là ba anh hãy mau đuổi cô ta đi cho em mạc vũ đình nhìn cô trong chốc lát đứng lên hạ lệnh đuổi khách với tân hiểu như tân hiểu như ủy khuất rời khỏi phòng bệnh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tống du lan tức giận chính là chuyện em vừa mới nói tân hiểu như cố ý nhốt em ở phòng nghỉ nếu không phải ông trời không muốn em cùng bảo bảo của mình chết, lúc này anh sẽ phải đến giúp em thu dọn thi thể này." Mạc Vũ Đình nhíu mày, cô cho rằng anh không tin, ngược đau nghẹn lại. Anh bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số. "Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát." Vẻ mặt cô khiếp sợ, anh cúp điện thoại, bình tĩnh giúp cô nhéo chăn. "Anh, anh báo cảnh sát?" Mạc Vũ Đình cho là đúng. "Có vấn đề gì sao?" Mặc dù không có vấn đề gì, nhưng dù sao tân hiểu như cũng là con gái của giảng viên anh anh tin em vì sao anh lại không tin em tống du lan giật mình anh nhẹ nhàng thở dài một hơi nói du lan anh đã nói rồi anh sẽ không để cho em phải liên lụy đến loại chuyện này nhưng lần này lại không thể bảo vệ tốt cho em xin lỗi nhưng mà tân hiểu như là con gái của cô ấy là một người lớn cô ấy nên trả giá cho những gì cô ấy làm sau khi sự việc điều tra rõ ràng mạc vũ đình chính thức kiện tân hiểu như tân hiểu như đã tìm tới vài lần hy vọng là cô có thể để mạc vũ đình rút đơn kiện cô ấy hứa sẽ không quấy dày hai người bọn họ nữa tống du lan thấy tân hiểu như thay đổi nghĩ rằng cô ta chẳng qua chỉ là bởi vì chấp niệm quá nặng liền cùng mạc vũ đình nói một lời không nghĩ tới mạc vũ đình trong chuyện này thái độ rất kiên quyết cô cũng không khuyên bảo nữa bụng tống du lan càng lúc càng lớn đi lại cũng có chút bất tiện vì thế quyết định nghỉ thai sản sớm hôm nay làm xong thủ tục cô liền tan làm sớm ai ngờ bên ngoài lại có mưa to bởi vì là tan làm sớm cô cũng không nói với mạc vũ đình đang lo lắng làm sao về nhà xe việt giã của mạc vũ đình liền xuất hiện trong tầm mắt tống du lan có chút kinh hỉ bước qua nhanh mạc vũ đình vội vàng xuống xe đỡ cô sao anh lại tới đây em cũng không nói với anh là em tan làm sớm mà em chậm một chút không phải tối hôm qua em nói là hôm nay làm thủ tục sao? Anh nghĩ là em sẽ ta làm sớm, liền tới. Chi kỷ như vậy sao? Đương nhiên rồi. Đang trong thời gian khảo sát, đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút rồi. Tống Du Lan vẻ mặt đắc ý. Vậy anh phải cố lên, nếu không em sẽ đi tìm cha mới cho con em. Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình gương vỡ lại lành đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube, nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.